Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình có cặp căm đùm của Quen Pha đời 2018 với cặp bánh căm tháng đẻ của GH để lõm nha anh em. Với cặp gấp chân. Anh em nào mua thì cứ việc alo mình nha, nó có má đồ đầy đủ nha anh em. Nó có má với đẻ đồ luôn, mặt đạn cũng chỉ đầy đủ. Anh em nào mua thì để mình quay xong mình báo giá cho anh em luôn nha. Rồi, trước tiên cặp bánh căm đùm niền tháng đùm của Quen Pha nha anh em. Quen Pha đời 2018 trong tình trạng là có đầy đủ phụ kiện nha anh em. Đây niền zin, niền zin, căm zin, vỏ zin luôn nha anh em. Niền zin, căm zin, niền zin, căm zin, đạn zin nha anh em. Vỏ thì người ta mới thay mấy can luôn nha. Đây vỏ rất đẹp, vỏ xịn nha anh em. Vỏ rất ok nha, gai còn dày cui luôn nha. Căm đùm niền thì nói chung là toàn bộ zin hết, về anh em chỉ việc rửa sạch sẽ rồi gáp vô thôi. Nè đùm anh em giờ thấy sáng trưng hơn, không có bị xét gì hết. Niền là không mục nha anh em, niền căm là còn rất là sáng, không bị mục mọt gì hết. Căm thì còn sáng trưng nha, về anh em chỉ việc rửa ra thôi, rửa căm đồ sạch sẽ rồi mình gáp vô thôi nè. Căm đùm liền đầy đủ hết, vỏ gột luôn nha anh em. Nó có cái má luôn, má zin luôn nha anh em, má zin đủ bộ nó. Bánh sau là 1.6, căm đùm liền đồ zin hết toàn bộ, nó có má luôn nha anh em, má vỏ. Bánh sau nó có cốt luôn nha, nó có cặp cốt luôn, cốt bánh trước bánh sau luôn. 1.6, vỏ 80-90 nha nè, nguyên bộ không bị lỗi lầm gì nha, chỉ có nó hơi bị dơ nè đó, nó hơi bị dơ, giờ anh em rửa ra xài thôi, không có bị hư gì hết. Căm zin, đùm zin, mặt đạn zin luôn nè, mặt đạn còn zin theo xe luôn. Thế là niền zin hết. Rồi tới bánh trước, bánh trước thì 14 nha anh em, 1.4 trong đùm nè. Này thì zin toàn bỏ hết luôn, cái nào cũng zin hết nha. Giờ anh em chỉ việc vệ sinh rửa sạch sẽ rồi gáp vô thôi, vỏ thì còn ok nha. Đó, vỏ trước vỏ sau còn ok hết, bao đẹp. Nó có má đầy đủ nha anh em, có má có cốt đầy đủ vậy nè. Giờ anh em gáp vô xe nào cũng được, anh em mua về chở đồ hay nãy kia gì cũng được hết nha, gáp vô xe mình đi tải đồ chở đồ gì cũng được hết. Liền bọng là bao anh em là không mục ngọt gì hết nha, không bị lủng, không bị xét gì hết nha. Này rất đẹp đó, đùm thì cũng còn sáng trưng, không bị chạy chỗ gì hết. Mặt đạn thì còn zin, đạn zin toàn bộ, toàn bộ là zin hết nha anh em. Căm đùm niền là zin hết, không có nào lô nha. Rồi bộ nguyên bộ bánh này với hai cây cặp cốt này, nó nguyên bộ như trên hình mình quay vậy nè anh em. Bán cho anh em với giá là 1.4 triệu nha, 1.4 triệu nha anh em. Đầy đủ hết, vỏ gột mặt đạn rồi hai cái má rồi hai cây cốt, cục canh rồi đầy đủ luôn, canh có đầy đủ luôn. Giờ anh em vệ sinh lại thì gáp vô thôi. Rồi 1.4 triệu nha anh em, 1.4 triệu một cặp, quá rẻ luôn. Rồi tới cặp căm đùm niền để lõm nha anh em, để lõm có gỡ. Rồi để mình tả cho anh em luôn. Cái niền thì cái đùm thì người ta mới sơn lại luôn nha anh em, sơn rất đẹp nha. Căm zin, đùm ta sơn lại căm zin, vỏ thì còn dày cui luôn. Đó chắc cũng mới thay rồi, người ta không xài, người ta tháo ra người ta bán cho mình bán lại cho anh em y như trên clip. Cái đĩa thì thấy nó cũng cũng còn được nha anh em, nhưng mà cũng hơi mòn. Nó cũng hơi mòn nè, nó cũng hơi mòn nhưng mà còn vẫn còn xài được nha. Đó, có phốt, có mặt đạn, ông chỉ đầy đủ. Căm thì căm zin, niền zin luôn, niền zin của cho đây, niền zin của Yamaha nha anh em, 1.4 nhưng mà cái của zin nhưng mà của Yamaha, bánh trước 1.4 của Sigurd đó nha anh em. Niền VBC nè,
rất là bền nha. Niền này thì nó cũng như là niền con si thôi, nhưng mà cái hiệu là hiệu của da thôi, nhưng mà rất là bền. Đồ da thì nó cũng chất lượng anh em, tại vì của Honda thì in con si, còn của da thì nó in chữ VBC. Bạn không chỉ đồ đầy đủ, đĩa đồ đầy đủ anh em. Đó, nguyên cặp bánh này nè, vỏ ruột đầy đủ. Rồi, bánh trước là 1.4 nha anh em. Bánh sau 1.6. Má zin luôn nha anh em, má này má zin luôn nha. Má zin. Đụng sau thì cũng người ta cũng sơn lại rồi nha anh em. Người ta sơn chắc người ta cũng dọn lại hay gì rồi người ta không xài rồi người ta mới bán lại cho mình. Đó. Đụng sơn là nó trang luôn. Niền là zin luôn nha anh em, niền sau là zin của Honda luôn, Goshi 1.6. Cam này cam zin luôn nha anh em, chắc người ta xả ra rồi người ta bắt lại gì cam zin nè, rất đẹp luôn. Cam này giờ anh em chỉ việc rửa ra thôi là sáng trưng rồi. Đó, rất đẹp. Đạn zin luôn nha anh em. Đạn nè. Đạn zin luôn. Đó. Ba anh em là không lỏng lưng bật đạn gì hết nha. Thân bua thì còn bao dày. Đạn rồi còn xài ok nha anh em. Nè, bánh thì còn rất đẹp, vỏ thì cũng còn dày cui nè. Cái chung này là nó mới ken rồi nha anh em. Về anh em nào cần trả đồ hay gì đó, gắn vô xe trả đồ gì đó thì mua cái này về giá cũng tốt cho anh em nha. Rồi cặp căm đùm đèn này bán cho anh em với giá là 1.1 triệu nha. Nguyên bộ vậy luôn nha anh em. Nguyên bộ căm đùm đèn đầy đủ, má bật đạn đầy đủ y như trên clip mình quay nè, vỏ ruột đầy đủ. Bán cho anh em với giá là 1.1 triệu nha. Quá đẹp quá rẻ luôn em ơi. Nãy 2 giờ mình mua cặp vỏ không rồi cũng mấy trăm ngàn rồi. Mua được nguyên bộ thì chỉ có 1.1 triệu thôi nha. Anh em nào mua thì cứ việc alo mình nha. Rồi tới cái gấp. Cái này là gấp Wenfa đời 2018 nha anh em, xài chung với quay ếch 110 đồ xài chung luôn nha anh em. Gấp này gấp zin nha, nước sơn zin còn đầy đồ đẹp nha. Và anh em giờ ngóc tán nè. Còn đẹp can sò ben hết. Đây. Có cái đũa này, cái bát này luôn nha anh em. Có bát này có này luôn. Có miếng đỡ sơn luôn. Đầy đủ. Rồi cái bộ gấp này như hình như vậy nè nha anh em. Gắn cho VS 110 đồ được hết. Bán cho anh em với giá là 300.000 nha. 300.000 cây gấp. Quá rẻ luôn. Anh em nào mua thì về xài cái gì cả lô. Gấp này xài chung với VS 110 đồ được nha anh em. Bà lắc đồ xài chung được hết toàn bộ. Rồi 300.000. Rồi tới cặp cát chân. Cặp cát chân này thì xài chung với VS 110 đồ được hết luôn nha anh em. VS 110 Wenfa đời mới giờ được nha. Wenfa 110 là sẽ chung được hết luôn. Còn mấy can nha anh em. Nè nó dính nhớt thôi, cái này về mình rửa thì nó sạch rồi. Mấy can luôn. Toàn bộ là zin hết nha. Đát 2020 luôn. 2020 nha anh em. Này là đát 2020. Rồi cặp gác chân này nó có cao su đồ đầy đủ, cao su còn zin luôn nha anh em. Cao su này cục cao su zin luôn nè. Đó. Cao su zin luôn. Rồi anh bán cho anh em cái hai cái bát gấp nhôm y như trên hình, đầy đủ đồ y như trên hình, về anh bán cho anh em với giá là 200.000 nha. 200.000. Anh em nào mua thì alo mình. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua hàng thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần mô tả hoặc là trên video clip đó nha anh em. Rồi thằng mua bán thì bên mình là ship code toàn quốc nha, để kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha anh em. Kiểm tra đúng hàng rồi mới thanh toán nha. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.